ngày mùng 10 tháng 5, thứ tư tuần năm phục sinh. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Nhành nào không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm gì được. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái. Và như thế, các con trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Hãy xin Chúa Giêsu cứu con. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Trong Cựu Ước, dân riêng của Thiên Chúa được ví như cây nho mà Thiên Chúa đã ươm trồng để cây nho trổ sinh hoa trái cứu độ. Hôm nay Chúa Giêsu nói: Thầy là cây nho, các con là nhành. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta gắn liền đời mình với người, với lời người. Ai ở trong người thì trổ sinh hoa trái. Không gắn liền với người, chúng ta chẳng làm gì được. Như cảnh nho khô héo, chỉ để đốt cháy tiêu tan mà thôi. Có người lo ngại tuổi trẻ hôm nay chẳng nhớ tới Chúa Giêsu. Họ xem như Chúa Giêsu chẳng ăn nhập gì với cuộc đời họ. Ngược lại, họ chạy đua kiếm tiền, họ theo nhau tiêu khiển giải trí, họ tranh hơn nhau về đẳng cấp sự nghiệp và hưởng thụ. Các mục tử phải luôn cầu nguyện cho họ, và nhất là luôn tìm phương án mục vụ thích hợp để mời gọi họ gắn liền đời mình với Chúa Giêsu. Các cha mẹ công giáo chẳng lấy làm vui khi con cái cứ xa lòng vào chỗ hư ảo mà quên Chúa Giêsu đang chờ đợi họ. Có đứa con trai thất bại vì mê muội số đề, cá độ bóng đá, sinh nợ nần rồi bỏ nhà ra đi trốn nợ. Cha mẹ của anh buồn vô tận và suy sụp vì 5 năm rồi anh chưa về nhà. Biết tin anh còn lang bạt ở thành phố, người cha ở quê vừa nhắn tin cho anh vừa khóc: Con ơi, hãy nhớ đến Chúa Giêsu. Không có Chúa, con không làm được gì. Cha mẹ già rồi, không thể làm gì được, chỉ biết cầu nguyện cho con thôi. Hãy xin Chúa Giêsu cứu con. Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn nhắc nhau nhớ đến Chúa Giêsu, tín thác nơi người, sống theo lời người, kết hiệp với thánh thể người, để cả nhà được vui sống bình an. Amen. Đức nữ trung tín thật thà, cầu cho chúng con. Đức bà là gương nhân đức, cầu cho chúng con.
lạy mẹ Maria. Mẹ là nữ vương của gia đình. Con xin dâng lên mẹ gia đình con. Trước tiên, xin dâng người bạn đời của con, người đã cùng con nên vợ thành chồng trước mặt Chúa. Và xin dâng con cái của chúng con, những quà tặng quý giá của Chúa, kèm theo sứ mệnh nêu gương sáng và giáo dục con cái nên người. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con thật lòng yêu mến kính sợ Chúa, thật lòng yêu nhau và tôn trọng nhau, quyết lòng chung tín với nhau, thủy chung với nhau cho đến trọn đời. Xin cho con cái của chúng con biết tin cậy mến Chúa và sống tình huynh đệ yêu thương nhau, cho mái nhà chúng con thành mái ấm hạnh phúc, thành đền thờ của Thiên Chúa ngự trị. Amen. Xin dâng cho mẹ người bạn đời của con, là người vợ sắt son đã cùng con những mùa lam lũ. Con xin dâng cho mẹ người vợ hiền thủy chung, đã giúp con chu toàn nhiệm vụ làm cha làm xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xung vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xung vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm.
xin dâng cho mẹ đây tuổi thơ thủy tinh, dâng đàn con dân sinh biết thành tâm vững lòng tôn kính. Con xin dâng cho mẹ đây tuổi hoa tuyến trinh, biết mến yêu chân thành thuận hòa bài ca hòa bình. Con xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sum vầy, tình yêu em đêm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm em đêm nay. Con xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sum vầy, tình yêu em đêm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời.